Mến chào quý vị, Phương Thi rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Hàng thập kỷ qua, rừng vàng, biển bạc của Việt Nam luôn là miếng mồi thơm ngậy, khiến láng giềng Trung Quốc khao khát chiếm đoạt. Và thực tế là rất nhiều lần Việt Nam đã phải kiên cường đáp trả những chiêu trò máy khóe, danh mãnh, phi pháp của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng chủ quyền an ninh vùng biển đảo nước ta. Song ai cũng hiểu sự tham lam của Trung Quốc là dương vô cực. Chúng chưa bao giờ ngưng tham vọng thâu tóm vùng biển đảo của Việt Nam. Cho đến lúc này đây, không phải là Trung Quốc sẽ còn có những mánh khóe chiêu trò nào trong tương lai, mà điều khiến dư luận quan tâm nhất lúc này là Việt Nam có thể làm được gì để ngăn chặn thế lực phương Bắc nuốt trọn Biển Đông. Hay nói cách khác, Việt Nam có đủ sức cản phá những âm mưu thâm độc mà Trung Quốc đang toan tính hay không? Những nghi vấn này đã được giải đáp phần nào thông qua một vài tiết lộ của siêu cường quân sự số 2 thế giới Liên bang Nga về loại vũ khí cực khủng được xem là xương sống sức mạnh hải quân, giúp Việt Nam đủ sức gian đe mọi mưu đồ bất trị của thế lực phương Bắc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thứ vũ khí cực khủng của Việt Nam mà nước bạn Nga đang nói đến là gì nhé. Các bạn thân mến, trong tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng và lắm kẻ gièm pha nhỏ ngó như hiện nay, thì việc chúng ta ưu tiên củng cố, nâng cao sức mạnh lực lượng hải quân là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Báo chí Nga từng nhận định, Hải quân Việt Nam hiện đang là lực lượng hải quân hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ vào sự hỗ trợ, nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa cũng như những khoản đầu tư mua sắm tàu ngầm, máy bay phục vụ chiến đấu. Trong đó đáng chú ý nhất phải nói đến là đội 6 tàu Kilo tạo nên sức mạnh kiên cố cho hải quân Việt Nam. Báo chí Nga đã có những tiết lộ khá cụ thể và đắt về loại bảo bối này của lực lượng hải quân Việt Nam. Trong bài báo, Sức mạnh lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam đăng tải trên hãng thông tấn Sputnik News, tác giả cho biết Việt Nam hiện có trong biên chế 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo 636 hiện đại hàng đầu thế giới. Chúng được chế tạo tại nhà máy Admiralty Verfry, một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất của Nga. Trong 313 năm hoạt động, nhà máy này đã đóng tới hơn 2.300 tàu mặt nước, gồm thiết giáp hạm, tàu tuần dương, chế tạo hơn 300 tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân. 6 tàu ngầm Việt Nam mua từ Nga được mang tên của 6 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang được biên chế cho lữ đoàn tàu ngầm 189 đóng tại vùng 4 Hải quân. Tàu ngầm Kilo 636 đang được trang bị cho lữ đoàn tàu ngầm 189, được đánh giá là vượt trội hơn hẳn cả về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến đấu so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Kilo là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm, song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Scalp S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nóng, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Ngoài biệt danh hố đen đại dương, tác giả cho biết tàu ngầm Kilo còn có tên gọi khác là sát thủ dưới mặt nước. Với nhiệm vụ đặc trưng là săn ngầm có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển, các tên lửa mặt đất như căn cứ bờ, trận địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng lính thủy đánh bộ đánh chiếm, tái chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp Kilo cũng có sức mạnh trinh sát hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương như hàng không mẫu hạm, khu trục, tàu hộ vệ. Báo Nga tiết lộ, những tàu ngầm trong biên chế Hải quân Việt Nam sở hữu các thông số hết sức hiện đại. Tàu có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng dạn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn. Tải trọng tối đa tốc độ 20 hải lý trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm, sức chứa thủy thủ đoàn 52 người. Ngoài những thông tin về đoàn 6 tàu ngầm Kilo 636, báo Nga hồi năm 2018 còn tiết lộ Việt Nam đã cử một đoàn đại biểu cấp cao đến Nga tiến hành đàm phán về việc mua sắm các loại trang thiết bị nếu Việt Nam mua sắm hệ thống phòng không mới. Thì thực lực phòng không tổng thể của Việt Nam sẽ không thể coi thường, thậm chí có thể kê cao gối mà ngủ ngon.
những tiết lộ và bình luận của báo Nga về việc Việt Nam đang tập trung tối đa nguồn lực để tăng cường năng lực quốc phòng, nhất là năng lực hải quân, đã khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Tờ China của Trung Quốc khẳng định rằng Việt Nam mua sắm những vũ khí hiện đại của Nga rõ ràng là nhằm vào việc đọ sức và chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, đáng chú ý nhất chính là dàn tên lửa phòng không F-400 và dàn 6 tàu ngầm Kilo. Một mặt, Bắc Kinh tỏ ra xem nhẹ những quả tên lửa phòng không S-400 bởi cho rằng ngay cả khi Việt Nam mua khoảng 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400, nhưng 4 tiểu đoàn này không thể bao quát toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam thì sẽ vẫn có lỗ hổng. Và đó chính là kẽ hở để đối phương, mà cụ thể ở đây chính là Trung Quốc tận dụng để đột phá. Nhưng ngược lại, nói đến dàn 6 tàu ngầm Kilo thì ngay lập tức Bắc Kinh lại tỏ ra nao núng dè chừng. Tờ Sina nói rằng tàu ngầm Kilo 636 là một trong những tàu ngầm động cơ không chạy êm nhất thế giới, rất khó bị phát hiện. Điều này có nghĩa là Việt Nam vẫn có khả năng tiến hành đột phá và lực lượng hải quân của đối phương. Ngoài ra, số lượng và chất lượng các loại ngư lôi sân ngầm và ngư lôi thông thường của loại tàu ngầm này đều ưu việt. Bài báo bình luận rằng việc có trong trang bị dàn 6 tàu ngầm lớp Kilo cho thấy thực lực tổng thể của hải quân Việt Nam đã tăng rất mạnh ở khu vực châu Á, thậm chí có thể đứng vào hàng đầu. Do đó, Sina Trung Quốc kết luận, 6 tàu ngầm thông thường của lớp Kilo Việt Nam hoạt động dưới nước là lực lượng có thể tiến hành dần đe hiệu quả đối phương, khiến đối phương luôn phải dè chừng. Kể từ khi Hoa Kỳ công bố nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, Việt Nam đã có cơ hội đa dạng hóa kho vũ khí của mình. Sau hàng thập niên phải lệ thuộc gần như hoàn toàn vũ khí Nga, người bạn và là đối tác truyền thống của Việt Nam. Đương nhiên, Trung Quốc không thể nào ngó lơ động thái này. Báo Trung Quốc từng rất quan tâm đăng đàn cho loạt bài viết về việc Mỹ bán hoặc chuyển nhượng phần lớn tàu tuần tra lớp Hamilton đã nghỉ hưu cho các nước đối tác, trong đó Philippines nhận được 3 chiếc, Bangladesh nhận được 2 chiếc, Liberia 2 chiếc và Việt Nam 3 chiếc. Tuy nhiên, trên trang Sohu, tờ báo này không biết lấy lý do gì mà đơm đặt rằng việc Mỹ cung cấp 3 tàu tuần tra lớp cho Việt Nam là để lôi kéo Việt Nam. Kinh phí sửa chữa và đào tạo cán bộ sẽ do Việt Nam chi trả. Báo chí Trung Quốc cũng đăng tin đến độc giả nước họ rằng Mỹ còn tặng miễn phí xuồng tuần tra Methane Shark cho Việt Nam. Loại trang bị tiên tiến này rất được Việt Nam hoan nghênh. Đến nay, Việt Nam đã nhận được 12 xuồng tuần tra loại này, giúp cho Việt Nam mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển. Ngoài ra, Mỹ sẽ cung cấp ngày càng nhiều trang bị cho Việt Nam, đặc biệt là những trang bị trên biển. Việc tích cực cung cấp các thiết bị trên biển có lợi cho cải thiện quan hệ Mỹ-Việt, và Mỹ đã sẵn lòng làm việc này. Có thể nói, sự tăng trưởng và ngày càng lớn mạnh của lực lượng hải quân Việt Nam là điều tất yếu phải thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng vẽ ra những chiêu trò yêu sách xoay vần trên vùng biển đảo của Việt Nam. Có thể dễ dàng chỉ ra những hành động trắng trợn của nước này, ví dụ như đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Thậm chí những năm gần đây, Bắc Kinh còn ngang nhiên xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép các thực thể này. Và chúng ta cũng ngầm hiểu rằng, với lòng tham và tham vọng vị kỷ của mình, Trung Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định bành trướng mà sẽ đẻ ra nhiều chính sách ngang ngược để đạt được mục đích của họ. Cho nên, Việt Nam chúng ta song song với việc củng cố năng lực quốc phòng, chúng ta cần phải áp dụng chính sách ngoại giao khôn khéo, vừa cương quyết, vừa mềm dẻo, linh hoạt, không chỉ để ngăn chặn những căng thẳng leo thang đến miệng hố chiến tranh, mà còn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam chính đáng, phù hợp với các căn cứ lịch sử, phần luật pháp quốc tế. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn có những thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho kênh Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của kênh Tin Mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.